em lấy cái này thôi. Cái nào? Cái áo luôn hả? Để thôi cởi ra đi. Vậy? Cái áo ở trong mà. Ở trong á à? Xin chào Minh Thảo. Lâu quá mới gặp lại mọi người. Lâu quá, xin chào mọi người. Xin chào mọi người nha. Xin chào cả nhà. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Xin len hôm nay cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Len hôm nay là hàng len Quảng Châu, là hàng len mới, chỉ có giá 69k thôi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài của mình nha. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu nha mọi người ơi. Tối hôm nay toàn là siêu phẩm thôi nha. Rất là đẹp nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k một áo len dày, áo len chui cực kỳ đẹp nha mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Xin chào cả nhà nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu cho mọi người lựa chọn nha mọi người ơi. Len hôm nay cực kỳ đẹp. Chỉ có giá 69k thôi. 69k thôi nha mấy chị ơi. Không cho chia sẻ luôn hả? Em chia sẻ được lên thường của em mà không chia sẻ với nhóm được. Thì cũng ngại rồi ăn ở rồi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Hôm nay cực kỳ len cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Hôm nay len rất là đẹp nha. Len hôm nay chỉ có giá 69k thôi, một cái len, một áo len chui cực kỳ đẹp nha mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm nha. Chia sẻ được. Xin chào Hoàng Hạ. Rồi xin chào Ngọc Hà. Bây giờ mình sẽ like từng mẫu nha. Mình sẽ like từng mẫu cho mọi người lựa chọn nha. Chia sẻ trong thời gian rồi. Xin mời mẫu. Mời mẫu vô. Rồi cái đầu tiên nha mọi người ơi, mẫu này nha. 55-57kg loại mặt vừa mẫu này nha chị, có giá 60kg rồi loại mặt vừa mẫu này nha. Mẫu này chị, mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu này, mẫu này là số 1. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 1 cho mình nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. 69k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu này là len hàng Quảng Châu cực kỳ đẹp nha. Mẫu này 60kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị. Bạn nào lấy, chị nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm em nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Ở ngoài rất là đẹp nha. Hàng len Quảng Châu đợt này về cực kỳ đẹp mà rất là rẻ nha. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em thôi nha mấy chị ơi. Mẫu, mẫu đang mặc là số 1, 60kg rồi lại mặc vừa, có thể mặc được rất là nhiều kiểu nha. Có thể mặc nhỏ thôi chị. Nhỏ nhỏ con liên của chị á. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Rồi chốt số 1 cho Ly Phan. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Len hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp mà chỉ giá 69k thì rất là rẻ. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Rồi đúng rồi em. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi là sẽ mua được với giá rất là rẻ, 69k một áo chui. Áo len chui. Rồi mẫu đang mặc là số 2 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mẫu này là 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Chỉ có giá 69k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream này nha. Like và chia sẻ nha. Mẫu này là mẫu số 2, 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Hàng len Quảng Châu về về đợt này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em thôi nha.
Bạn nào muốn lấy sỉ thì có thể inbox cho mình nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 2 nha. Mẫu này 55kg loại mặt vừa nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. 69k mẫu này nha. Bạn nào đang coi livestream cho... Xin chào chị Linh Nguyễn nha. Hiền Võ ơi, em ở 86 của Nguyễn Lan nha. Chị ơi, Miu Shop nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm em nha. Mẫu này 55kg loại mặt vừa nha mấy chị ơi. Rồi chốt số 2 cho Hà Ni nha. Bạn Hà Ni ơi, cho em xin... cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi chốt số 2 cho Hà Ni rồi nha. Mình chốt số 2 cho bạn Hà Ni rồi nha. Bạn Hà Ni ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Còn rất là nhiều mẫu. Mọi người ơi, mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm mình thôi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, chị mua trên live mới có giá 69k nha mấy chị ơi. Còn tới shop lựa trên live mới có giá 69k nha, còn tới shop lựa là 159 tới 200k nha mấy bạn. Trên live chỉ áp dụng cho những bạn nào mà live và chia sẻ thôi nha. Lát nữa cuối live em chuyển trên, nếu mà bạn nào không live và chia sẻ thì sẽ không mua được với giá 69k nha. Rồi một cái cổ lọ này cũng cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này có thể là từ 60kg loại mặt vừa nha. Mẫu cổ lọ này bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 3. Mẫu này là số 3 nha mấy chị ơi, cổ lọ nha, màu xanh đen nha. Màu này pha đen trắng cực kỳ đẹp nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Mẫu này từ 60kg lại mặt vừa chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu đang mặc 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu số 3 rồi, chốt số 3 cho Hoàng Hạ nha. Chị Hoàng Hạ ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Bạn nào có đơn hàng bên mình cho mình xin số điện thoại địa chỉ kèm theo luôn nha. Cái gì ngày mai mình ship hàng luôn nha mấy bạn ơi. Bạn Hà Ni còn đó không? Bạn cho mình địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi mình chốt số 3 cho Hoàng Hạ rồi nha. Hoàng Hạ rồi nha, còn rất là nhiều kiểu. Xin chào Hồng Ngô. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Chị Hoàng Hạ ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị nào đặt hàng ở bên em cho em xin số điện thoại địa chỉ kèm theo để ngày mai em ship hàng luôn nha. Rồi một cái cổ lọ này cũng cực kỳ dễ thương nha mấy chị ơi. Cái cổ lọ đang mẫu đang mặc cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Chỉ với giá 69k thôi. Mọi người chỉ cần... Rồi ok chị Hà Ni nha. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi nha. Rồi cái đang mặc nha mọi người ơi. Cái đang mặc là số 4 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có giá 69k. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Là sẽ mua được cái áo này 69k. Cái mẫu đang mặc này cực kỳ đẹp nha mấy chị. Mẫu này là số 4 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm em. Chốt số 4 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu này từ 55kg lại mặc vừa nha. Rồi chốt số 4 cho Hà Ni nha. Chị Hoàng Hà ơi, chị cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Cho em xin địa chỉ luôn nha. Xin chào chị Su Su Võ. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Like và chia sẻ mới mua được với giá 69k nha mọi người ơi. Bạn nào đã có đơn hàng bên mình cho mình xin số điện thoại địa chỉ kèm theo luôn nha. Khôi Nguyên ơi, có luôn nha bạn ơi. Có Lan Thần luôn nha, rất là nhiều mẫu đẹp nha. Hoàng Hạ ơi, chị Hoàng Hạ ơi, còn đó không? Cho em xin địa chỉ, có gì mai em chốt hàng luôn nha. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 5 nha. Mẫu này cũng 60kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 60kg rồi lại mặc vừa nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha. Thì bán rẻ mấy chị đây. Mọi người để em một chút xíu nha. Rồi chốt số 5 cho Khôi Nguyên nha. Cái số 5 bị lỗi rồi nha anh em, hủy nha cả nhà ơi. Cả nhà chọn mẫu khác giùm em nha. Rồi mẫu đang mặc là số 6 nha mấy chị ơi.
đọc luôn sổ không nhớ. Cái này đổi sao? Bốn thôi đó bạn. Bốn thôi á. Cái mũ lên không còn đâu. Rồi mẫu đang mặc là số 6 nha mấy chị ơi. Mẫu này cũng từ cũng 60kg nó lại mặc vừa mẫu này. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài thôi sẽ mua được với giá 69k. Áp dụng trên like nha mấy chị ơi. Áp dụng trên like nha. Chia sẻ bài nha. Em sẽ kiểm tra nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 6 cho mình nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Rồi thấy địa chỉ của bạn Hoàng Hà rồi nha. Rồi chốt số 6 cho Hà Ni nha. Rồi chúc cái 6 cho Hà Ni rồi nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Còn rất nhiều len đẹp nha mấy chị ơi. Em đổi cái mẫu đó xong rồi. Cho mình lên. Giống như quần vậy á. Như quần cái bài người tình mùa đông á. Rồi em chúc số 6 cho Hà Ni rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha chị Lan Tây ơi. Chị có thể chọn chọn lần sau nha. Trong thời gian đợi mẫu em thay đồ mọi người chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thì cực kỳ rẻ cho mấy chị. Rẻ nhưng mà chất lượng lắm nha mấy chị ơi. Như ý Phan ơi mình thấy bạn nha. Thấy bạn nha bạn ơi. Rồi mẫu đang mặc nha. Mẫu đang mặc. Mẫu đang mặc chỉ có giá 69k thôi nha. Cực kỳ đẹp, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 7 nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 7 giùm em nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Trời ơi rất là đẹp. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Chỉ với giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài để mua được với giá 69k nha. Rồi chốt số 7 cho Khôi Nguyên nha. Bạn rồi chốt số 7 cho Khôi Nguyên nha. Bạn Khôi Nguyên có địa chỉ chưa? Có chưa chị? À, rồi bạn Khôi Nguyên ơi cho mình xin lại số điện thoại địa chỉ nha bạn ơi. Cho mình xin số điện thoại địa chỉ nha. Rồi mình chốt số 7 cho Khôi Nguyên rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Xin chào Mỹ Kim. Rồi số 7 hết rồi nha mọi người ơi. Số 7 em chốt rồi nha. Còn rất là nhiều. Chào rồi chị. Rồi ok Khôi Nguyên nha. Mấy chị ơi mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Phạm Thị Quỳnh Anh ơi chị thấy em nha. Mọi người ơi mọi người đặt hàng có thể ngày mai ghé shop lấy giùm em nha. Em chỉ giữ hàng một ngày thôi nha. Và ngày mai em sẽ đi ship hàng cho mấy chị luôn nha. Mấy chị nhớ nghe điện thoại của em nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Rồi cái này cực kỳ dễ thương luôn, màu xám nha mấy chị ơi. Mẫu này cũng 55kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em nha. Cái này là màu xám nha. Cái này cực kỳ dễ thương luôn, ở ngoài rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em. Chốt số 8 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rất là dễ thương luôn nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. 69k mình chỉ áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài cho mình nha. Mọi người ơi, mọi người còn đó không? Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Mọi người ơi, mọi người tương tác để mình thấy nhau đi mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 8 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Cái này có thể mặc được hai kiểu nha mọi người ơi. Có thể gài lên hoặc chẻ vai nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em nha. Mẫu số 8 này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em. Mẫu số 8 này 55kg lại mặc vừa nha mấy chị. Cực kỳ đẹp, rất là đẹp. Chỉ có giá 69k. 69k áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu này là số 8 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Dễ thương quá. Mẫu số 8 này rất là dễ thương nha mấy chị ơi. Mẫu số 8 này rất là dễ thương, chỉ có giá 69. Rồi chốt số 8 cho Hiền Võ nha. Chị Hiền Võ cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị Hiền Võ cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Bạn nào đặt hàng bên mình cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy bạn ơi. Vì nó rất là nhiều. Xin chào chị Châu Nhung nha. Rồi chốt số 8 rồi nha. Chốt số 8 cho Hiền Võ rồi nha. Chị Hiền Võ ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi, chỉ còn mấy chị like và chia sẻ bài thôi nha là sẽ mua. Rồi vậy chốt số 8 cho Hà Ni nha. Rồi chị chốt, em chốt cái số 8 cho chị Hà Ni nha. Cái số 8 rất là đẹp nha, len cực kỳ đẹp luôn. Rồi một cái form này là mặc dáng suông nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 9 nha. Rồi mẫu số 8 hết rồi nha mọi người ơi. Rồi mẫu này là mẫu số 9 nha. Mẫu này là số 9 nha mấy chị ơi. Mẫu này là mặc form dài nha, form suông nha. Bạn nào lấy mẫu này thì rồi chốt số 9 nha Hà Ni nha.
Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Một áo len chui chỉ có giá 69k, cực kỳ dễ thương. Chất vải rất là đẹp nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Đây nha. Rồi Như Ý Fan ơi, có bán mũ luôn nha bạn ơi. Chất vải là như thế này nè nha mọi người. Mọi người lấy sỉ thì cứ yên tâm nha. Chất vải cực kỳ đẹp luôn. Đây là len thường nha mọi người. Có luôn. Đây là hàng len hả? Có chào tối rồi hả? Cái gì có hết, có cái bóp nữa. Lấy cái bóp luôn. Bóp chào tối vậy được. Bóp cói á. Đây là bữa nay rồi, ý là cái này hôm nay. Bóp cói á. Xem ở đây nhìn nữa. Hàng len này là, cái này là của thầy Vy hay của ai? Hàng len với chị. Rồi bạn nào lấy mẫu này rất là nhiều mẫu. À cái mũ hả bạn ơi, mẫu mũ mình có màu trắng, màu kem và màu đỏ, màu đen nha. Áo cổ lọ nha bạn, áo len cổ lọ. Rồi đợi tí nha Ngọc bạn ơi. Rồi mẫu này nha, bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha. Mẫu này cũng từ 60kg rồi lại mặc vừa. Mẫu này giữ giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Áp dụng cho chị nào like chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu này là số 10 nha. Hiền Du Ly ơi, mũ là 98k nha bạn ơi. Mũ mình có 4 màu luôn nha mọi người ơi. Đây nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc thì chốt số 10 giùm em nha. Rồi chốt số 10 chị Kiều Anh nha. Chị Kiều Anh ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Bạn nào có hàng đặt hàng bên mình cho mình xin số điện thoại địa chỉ nha. Mũ này đúng không bạn ơi? Mũ này đúng không? Mũ này là chị. Mũ này là 98k nè. Bạn nào, nếu bạn lấy mũ này thì ok lại giùm mình nha. Mũ này nha. Hà đi. Rồi cái đang mặc này cực kỳ đẹp nha. Sỉ 100 cái nha bạn Hà Ni ơi. Mẫu đang mặc rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ giá 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha. Mẫu đang mặc là số 11 nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là số 11. 55kg rồi lại mặc vừa nha. Chị nào có đơn hàng bên mình cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Hiền Julie ơi là mới nha bạn ơi. Bạn nào lấy mẫu rồi chốt 11 cho Ngọc Bảo nha. Ngọc Bảo cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Kiều Anh cho địa chỉ đó kìa. Rồi cái của bạn Ngọc Bảo cực kỳ đẹp. Bạn Ngọc Bảo ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bạn nào có đơn hàng bên mình cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Còn rất là nhiều len đẹp nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá rất là rẻ nha. Like và chia sẻ. Rồi bạn Ngọc Bảo còn đó không, cho mình xin số điện thoại địa chỉ nha bạn ơi. Bạn nào không có số điện thoại địa chỉ mình xả hàng nha. Vì len này cho những bạn có số điện thoại địa chỉ thôi. Rồi ok Ngọc Bảo nha, chị không có giữ hàng nha em ơi, mai ghé lấy giùm chị nha. Rồi mẫu đang mặc là số 12 nha mấy chị ơi. Mẫu này cũng 60kg rồi lại mặc vừa nha, là len thần luôn nha, cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá 69k. 69k em chỉ áp dụng ở trên like thôi nha mấy chị. Mẫu này là số 12 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 12. Rồi chốt 12 cho Thư nha. Bạn có rồi chị. Cho rồi nè. 0987 484 484 891. Mai ghé lấy. Rồi em chốt số 12 cho bạn Thư nha. Bạn Thư ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi bạn Thư ơi, cho xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi số 12 mình hết rồi nha mọi người ơi. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Bạn Thư ơi, bạn cho mình luôn đi bạn ơi. Rất là nhiều len đẹp. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm em thôi. Rất là đơn giản. Em chỉ áp dụng trên like nha mấy chị ơi. Rồi một cái áo hoa này cũng rất là đẹp. Mọi người ơi, chia sẻ bài mới có giá 69k nha. Còn mọi người không chia sẻ, mình sẽ không bán giá 69k nha mọi người ơi. Mẫu này là số 13 nha. 55kg lại mặc vừa. Mẫu này rất là đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo số điện thoại địa chỉ. Kèm theo. Rồi Trang Tổ ơi, từ từ nha bạn ơi, còn rất là nhiều len đẹp nha, mình slide từ từ. Mẫu này là số 13 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Thư có số điện thoại địa chỉ. Rồi xin chào gà con nha.
Rồi ok. Rồi chốt số 13 cho bạn Diệu Hiền Nguyễn nha. Bạn ơi cho mình xin địa chỉ, cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Sao không xây được chị? Con gà nó cũng không chia sẻ được. Ai? Mọi người ơi, chỉ cần mọi người chia sẻ bài trên trang cá nhân giùm mình thôi nha. Chia sẻ trên trang cá nhân nha. Mọi người chia sẻ 3 lần giùm mình nha. Rồi số 13 em đã chốt cho chị Diệu Hiền Nguyễn nha. Rồi ok chị Diệu Hiền Nguyễn nha. Có gì chị ghé lấy giùm em. Em không gửi hàng nha. À quên, em không giữ hàng nha. Em chỉ giữ một ngày thôi nha. Rồi còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chị có giá 69k áp dụng cho like, cho mọi người like và chia sẻ bài nha. Rồi mẫu đang mặc là số 14 nha. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này là số 10, số 14 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm em. Chị có giá 69k. Mọi người chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần thôi nha mọi người ơi. Len rất là đẹp nha. Len rất là đẹp, dài dặn nữa nha mọi người ơi. Rồi chốt số 14 cho Hà Ni nha. Em sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Rồi chốt số 14 cho Hà Ni rồi nha. Chị Hiền Võ ơi, còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Chị theo dõi, chị coi từ từ. Em sẽ like từng mẫu cho chị coi nha. Bạn nào. Rồi một cái màu đỏ cũng cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Đẹp quá đẹp luôn á. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Em chỉ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu này là số 15. Chị có giá 69k. Chỉ cần mấy chị chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần thôi nha mọi người ơi là sẽ mua được với giá 69k. Em chỉ áp dụng ở trên live thôi nha. Mẫu này là số 15. Rồi chốt số 15 cho Phan Lan nha. Bảo đảm là cực kỳ đẹp luôn và rất là rẻ. Rồi 15 hết rồi nha mấy chị ơi. 15 hết rồi nha. Còn rất là nhiều len đẹp nha mấy chị ơi. 15 em hết rồi. Đảm bảo với mọi người nhận được hàng. Đó cái màu vàng đẹp. Rồi 15 hết rồi nha mấy chị ơi. Chị nào đang coi live stream cho mình xin một chấm nha. Mấy chị chỉ cần like và chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần thôi nha là sẽ mua được với giá 69k áp dụng trên live nha mấy chị ơi. Rồi một cái màu vàng này cũng rất là đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 nha. Ưu tiên nhưng mẫu này nha. Mẫu này là số 16 nha. 55 cái loại mặc vừa. Cái màu này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi. Mấy chị chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần thôi là sẽ mua được với giá 69k nha. Mẫu 16 này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt rồi chốt 16 cho Hà Ni nha. Thì 100 cái đó. Tôi hai được like được 100 cái. Mấy chị ơi chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp cho mấy chị ơi. Đọc lộn xộn đi. Không có nhớ. Chốt cái nhà xong rồi. Chốt màu đi. Không, màu gì lộn. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình la mặc đồ mọi người chia sẻ bài cho mình nha. Rồi cái này cho mọi người ơi, cái này là 20 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20. Mẫu này 60kg nó lại mặc vừa nha. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 20 chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. 60kg lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm em. Mẫu này số 20 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Rồi chốt số 20 cho Quỳnh Đặng Lê Diễm nha. Rồi chốt 20 rồi nha. 20 mình hết rồi nha mọi người ơi. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài là sẽ mua được với giá 69k nha. Len hôm nay về cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Bạn Quỳnh Đặng Lê Diễm ơi cho mình địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bạn Quỳnh Đặng Lê Diễm ơi cho mình địa chỉ luôn nha. Xin chào chị Trung Đặng nha. Xin chào đoàn Thanh Diễm nha.
Xin chào mấy chị nha, còn rất là nhiều len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều đẹp, mẫu đẹp nha mấy chị. Rồi mẫu đang mặc cũng cực kỳ đẹp nha. Linh Nguyễn. Quỳnh Đặng Lê Diễm ơi, cho mình địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi mẫu đang mặc là số 30 nha. Rồi ok Quỳnh Đặng Lê Diễm. Bạn nào mặc lấy mẫu này chốt số 30 giùm mình nha. Mẫu này là 50kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 50kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm mình cho giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu này là số 30 nha mấy chị ơi. 30 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30, 52kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Mấy chị ơi chia sẻ bài giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài. Chỉ cần mấy chị chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần thôi là sẽ mua được với giá 69k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 30 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này rất là đẹp. Mẫu 30 rất là dễ thương. 52kg rồi lại mặc vừa. Đỗ Thị Thùy Trang tới shop mua là sẽ có giá 159 nha. 159k một áo nha bạn ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm mình nha mọi người. Chốt số 30 kèm theo số thầy địa chỉ luôn nha. Mẫu này chỉ có giá 69k. 52kg lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. 52kg lại mặc vừa mẫu này. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần là sẽ mua được với giá 69k nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 30 giùm mình nha mọi người. Mẫu 30 rồi, chốt 30 cho Hồng Vân Nguyễn nha. Chị Hồng Vân Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi ok Quỳnh Đặng Lê Diễm nha. Chị không giữ hàng em ghé lấy giùm chị nha em ơi. Có rất là nhiều len đẹp. Chị Hồng Vân Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị nào có đơn hàng bên em cho em xin số điện thoại địa chỉ kèm theo luôn nha. Rồi còn rất là nhiều len đẹp nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Chị nào đang coi live stream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều len đẹp. Len đợt này về cực kỳ đẹp mà rất là rẻ. Chỉ có giá 69k thôi. Áp dụng like và áp dụng cho chị nào. Rồi ok chị Hồng Vân Nguyễn nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Rồi cái mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là số 40 nha. Mẫu này từ 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Mẫu này 55kg lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 40 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Mẫu này là số 40 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 40 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 40 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu này rồi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 40 giùm mình nha mọi người. Mẫu số 40 này từ 55 rồi chốt 40 cho Diệu Hiền Nguyễn nha. Diệu Hiền Nguyễn có đơn rồi sao? Chốt ai có đơn rồi thì ghi dồn nha, dồn đơn giùm mình nha mấy bạn ơi. Rồi mình chốt số 40 cho chị Diệu Hiền Nguyễn rồi nha mấy chị ơi. Số 40 hết rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người ơi, mọi người nhanh tay lên mọi người ơi, rất là nhiều mẫu len đẹp. Chị có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Mấy chị chỉ còn chia sẻ bài giùm em thôi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Rất là đẹp mà rất là chất lượng mà rất là rẻ nữa. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi. Rồi một cái len màu hồng này cũng rất là đẹp. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 50 giùm em nha. Mẫu này là 50 nha mấy chị ơi. 60kg lại mặc vừa mẫu này nha. Chị có giá là 69k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 50 nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu 50 nha. Nặng 60kg lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 50 giùm em. Số 50 này rất là đẹp nha. Rất là đẹp, lên thần nha mấy chị ơi. Rồi chốt số 50 cho Mỹ Duyên nha. Bạn Mỹ Duyên ơi cho mình xin số điện thoại à, cho mình xin địa chỉ luôn nha. Mọi người ơi còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha.
Mấy chị chỉ cần chia sẻ bài Hiền Julie ơi còn nhiều lắm em ơi, còn nhiều len đẹp lắm nha. Chuẩn bị tiếp tục cái siêu phẩm nè mọi người, chuẩn bị số điện thoại đi rồi bấm số nha mọi người ơi. Rồi cái này rất là đẹp luôn, cái mẫu này rất là đẹp. Rồi mẫu này là số 60 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 60 giùm mình nha. Mẫu này là 60 chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu này là 55kg lại mặt vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 60 giùm mình. Rồi chốt 60 cho Hà đi nha. Rồi chốt số 60 cho Hà đi rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm em nha. Rồi chốt mình số 60 mình hết rồi nha mọi người ơi. Còn vẫn còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người chỉ cần theo dõi livestream chia sẻ bài giùm em thôi nha. 60 hết rồi nha. Chị Hồng Thảo Võ ơi, còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Chị theo dõi livestream giùm em với nha chị ơi. Rồi mẫu này là mặt dán suông nha mọi người ơi. Mọi người có thể mặc dấu quần nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 70 giùm mình nha. Mẫu này là số 70 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình. Mẫu này 60kg lại mặt vừa nha mọi người ơi. Rồi chị theo mấy chủ nha. Mẫu này là 70 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 70 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em. Mẫu này 60kg lại mặt vừa nha mọi người. Mẫu này là form dài nha, chỉ có giá 69k thôi. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài trên trang cá nhân 3 lần thôi là sẽ mua được với giá 69k. Còn tới shop là sẽ không có giá đó đâu nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 70 giùm em nha. Mẫu này là 70 rồi, 70 cho Hiền Võ nha. Bạn nào đặt hàng bên mình thì đừng xả hàng của mình nha mấy chị ơi. Like rất là mệt nha mấy chị. Em like rất là mệt nha mấy chị ơi. Nói rất là khan tiếng nữa nha. Mọi người ơi, mọi người tương tác để mình thấy nhau đi mọi người ơi. Chị nào đây coi livestream cho em xin một chấm luôn mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần thôi là sẽ mua được với giá 69k. Không ở đâu mà rẻ bằng ở đây nha mấy chị ơi. Ở Miu Shop 86 của Dương Lan. Rồi ok. Cái đó to gì đâu, em 45kg mới mắc được mà. Rồi xin chào bé Hạnh nha. Chị Hiền Võ ơi, chị coi cái nào chắc thì chị chốt giùm em nha. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là 55kg lại mặc vừa, chỉ có giá 69k thôi. 55kg lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu đang mặc là số 1. Mẫu này là số 1 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. 55kg lại mặc vừa nha. Em nói ký là chính xác luôn nha. Mẫu này là số 1 nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 1 nha. Rồi chốt số 1 cho Hà đi nha. Đây. Chị nói đấy chị. Mấy bạn ơi, trong thời gian đợi mẫu chia sẻ mấy bạn trong thời gian đợi mẫu thay đồ, mấy bạn chia sẻ cho Miu đi ạ. Sau livestream này Miu sẽ kiểm tra, nếu như mà ai không chia sẻ thì sẽ không bán với giá 69.000 nha. Mọi người lưu ý dùm Miu nha. Số 1 hết rồi nha mọi người. Mọi người ơi, tiếp tục em sẽ ra một cái len thổ cẩm cực kỳ đẹp. Mọi người chuẩn bị số điện thoại để nhanh tay chốt hàng đi ạ. Mọi người like và chia sẻ livestream cho em đi. Like và chia sẻ để mua được cái giá 69k. Giá cực kỳ rẻ. Không một cái phay nào mà bán giá rẻ của em đâu ạ. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Rồi cái này đang mặc rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Ai mà nếu mà 200 người coi thì em sẽ tặng 5 áo siêu phẩm trong đêm nay nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 5 60kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha. Mẫu đang mặc là số 5 nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi.
Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 kèm theo số điện thoại chị. Nóng hả? Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha. Rồi Ngọc Bảo, chốt số 5 cho Ngọc Bảo nha. Có đơn rồi. Bạn nào có đơn thì ghi là dồn đơn giùm mình nha mọi người ơi. Rồi số 5 mình hết rồi nha mọi người ơi. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình thay đồ, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Số 5 mình hết rồi nha mọi người. Số 5 hết nhưng mà vẫn còn cái đẹp nha. Rất là nhiều mẫu lên đẹp nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Rồi, mẫu đang mặc 55 cái lại mặc vừa nha. 55 cái lại mặc vừa mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha. Chốt số 10 kèm theo số thời địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là số 10 chịu giá 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu này chịu giá 69k nha mọi người ơi. Mẫu này là số 10 nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 10 giùm em nha. 55 cái lại mặc vừa mẫu này 69k. Rồi chốt số 10 cho bạn Lê Hoa nha. Bạn Lê Hoa ơi, cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Lê Hoa chưa có đơn. Mọi người ơi, em chỉ ưu tiên cho những bạn nào có số điện thoại ghi đây. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ nhiệt tình và chia sẻ được trên 200 người xem thì em sẽ tặng 5 siêu phẩm trong đêm nay nha. Rồi chị Lê Hoa ơi, chị còn đó không? Cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. À cho em xin địa chỉ nha chị Lê Hoa ơi. Số 10 mình hết rồi nha mọi người. Bây giờ còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Rồi ok chị Lê Hoa nha. Ngày mai ghé lấy giùm em nha mọi người ơi. Đơn hàng ngày hôm nay em sẽ giữ ngày mai thôi nha. Ngày mai mọi người không lấy thì em sẽ xả hàng nha. Rồi một cái màu hồng, cái áo màu hồng này cũng rất là đẹp nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 55 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 55 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này cũng 55 kiếm lại mặc vừa nha, chịu giá 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt 55 kèm theo số thời địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Rồi chốt 55 cho Hà Ni nha. Hà Ni chọn toàn cái đẹp không à. Rồi chốt số 55 cho Hà Ni. Số 55 mình hết rồi nha mọi người ơi. Số 55 hết nhưng mà còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Bạn nào nhanh tay là sẽ được nha. Rất là rẻ luôn. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Rồi số Rồi một cái áo màu đỏ này cũng, cái áo màu đỏ này cũng rất là đẹp. Rồi áo này nha mọi người ơi. 55 mình hết rồi nha mấy bạn ơi. 55 mình hết rồi. Hả? Màu trắng là đẹp. Em thích màu đỏ. Mọi người ơi like và chia sẻ cho em đi ạ. Thấy chưa? Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này nha, bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm em nha mọi người. Mẫu này số 2, 55 kg đổ lại mặc vừa cái áo này nha mọi người, chỉ có giá 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 2. Mẫu số 2 nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Rồi chốt số 2 cho Lan Anh nha. Lan Anh ơi cho địa chỉ, cho mình địa chỉ luôn nha bạn ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Rồi số 2 mình hết rồi nha mọi người ơi. Số 2 em chốt cho bạn Lan Anh nha. Bạn Lan Anh ơi cho xin địa chỉ nha bạn ơi. Dạ chị bảo là thích ngày mai nghe thôi. Rồi còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài giùm em đi mấy chị ơi. Lan Anh, chị. Duyên Duyên ơi, rồi giờ em nghe chị đó rồi em chốt nha. Mai chị xếp hàng cho rất nhiều cái mẫu đẹp luôn. Rồi chị Lan Anh ơi, chị còn đó không? Chị cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi một cái này nha. Rồi ok chị Lan Anh nha, 50 Nguyễn Trãi. Rồi chị sẽ theo mấy chủ nha Minh Trang ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nên em lựa mẫu sau nha em ơi. Rồi mẫu đang mặc là số 15 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt 15 giùm mình. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Chỉ có giá 69k. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài Mỹ Hảo ơi là 69k nha chị ơi. Rồi thấy bạn mèo luôn nha. Bạn mèo ơi, Quyên Quyên ơi, chị ở 86 của những Lan Miu Shop nha em ơi.
Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 15 rồi, chốt 15 cho Linh Nguyễn nha. Chị Linh, Linh ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Linh Nguyễn chứ anh. Chị Linh Nguyễn ơi. Lê Ngọc thấy bạn nha bạn ơi. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Mọi người ơi, chị Linh Nguyễn ơi cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị Lan Anh ơi còn đó không, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. À đúng rồi. Suka ơi thấy bạn nha bạn ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ bài giùm em thôi nha mọi người ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 20 giùm em nha. Mẫu này 60kg lại mặc vừa nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm em. Rồi chốt số 20 cho bạn Hà Ni nha. Hà Ni ơi, bạn chọn toàn cái đẹp thôi bạn ơi. Rồi mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Rồi số 20 em hết rồi nha mọi người. Chị Linh Nguyễn ơi, chị cho em lại số điện thoại đi chị ơi. Rồi số 20 em hết rồi nha mọi người ơi. Số 20 hết rồi nha. Chị Linh Nguyễn ơi, cho em xin lại số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Hôm nay toàn siêu phẩm luôn nha mọi người ơi, rất là đẹp nha mọi người. Hà đây là cái hình bông hồng á. Rồi số 20 mình hết rồi nha mọi người ơi. Rồi tới một cái xám này. Rồi bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số bao nhiêu vậy? 55 hay 50 ta? Kìa cho lại rồi Linh Nguyễn kìa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 50 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là 50 nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Cái gì 30 hả? Không nhớ số luôn á. 30 kìa. Rồi chốt 30 cho Quỳnh Đặng Lê Diễm nha. Rồi chốt Quỳnh Đặng Lê Diễm có đơn rồi. Rồi chốt số 30 cho Quỳnh Đặng Lê Diễm rồi nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần thôi nha mọi người. Chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần là mọi người sẽ mua được với giá 69k. Rồi 50 hết rồi nha mọi người ơi. 50 hết rồi nha. À số vừa rồi hết rồi nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Không nhớ luôn á. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu đang mặc thì chốt số 11 giùm mình nha. Mẫu này là số 11 nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k, 60kg lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em nha mọi người ơi. Số 11 này 60kg lại mặc vừa nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu này là số 11 nha. Rồi chốt 11 cho Như Ý Phan nha. Như Ý Phan ơi cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Mọi người ơi, những người nào mà có đơn rồi thì ghi dồn đơn dùng mail để khỏi nhầm hàng nha mọi người. Rồi chốt 11 cho Như Ý Phan rồi nha. Như Ý Phan ơi cho xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi một cái xám này cũng rất là đẹp nha mọi người. Cái này là áo khoác. Cái áo khoác màu xám này rất là đẹp. Chưa. Rồi cái áo khoác này nha mọi người ơi. Áo khoác này cũng có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 14 nha. Rồi ok Như Ý Phan nha, ghé lấy nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này cũng 55kg là mặc vừa nha. 55kg là mặc vừa cực đẹp luôn. Chân váy 55 Nguyễn Tập Thành. Trong váy có kiểu khác nha Mai Lan Nguyễn ơi. Bạn nào lấy mẫu này rồi chốt số 14 cho Diệu Hoa nha. Chị Diệu Hoa ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Em sẽ ưu tiên cho chị nào có số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi chốt 10
14 cho chị Diệu Hoa rồi nha. Diệu Hoa ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Bạn nào có đơn rồi ghi dùng đơn giùm mình luôn nha. Rồi một cái màu đỏ này cũng rất là đẹp luôn. Trời ơi dễ thương quá. Lấy điện thoại chốt mày. Nhân viên không được bán hàng nhân viên nha chị Linh. Trời ơi, mấy chị ơi chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Còn rất là nhiều len đẹp mấy chị ơi. 86 Nguyễn Huệ Ajumba, Nguyễn Hoa, Diệu Hoa, Diệu Hoa. Có mà. Rồi mẫu đang mặc nha. Mẫu đang mặc 55 cái loại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 80 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 80 nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha. Mẫu này là mẫu số 80 nha. 55 cái loại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Cái này rất là đẹp nè, rất là dễ thương. 17 gì. Rồi chốt 17, chốt 80 cho Lê Ngọc nha. Lê Ngọc có địa chỉ luôn. Chưa sao. Rồi chốt 80 cho Lê Ngọc rồi nha mọi người ơi. Số 80 mình hết rồi nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. Bạn nào đặt hàng bên mình cho mình xin số điện thoại địa chỉ nha. Em sẽ ưu tiên cho chị nào có số điện thoại địa chỉ trước nha mọi người ơi. Rồi một cái cổ lọ màu hồng này cũng rất là đẹp cho mọi người. Rất là đẹp cái này luôn. Cái nào mà em nói là đẹp là cái đó. Đẹp lắm luôn á, cực đẹp luôn á. Mà rẻ nữa chứ. Mẫu em nó muốn hốt hết về nó mặc luôn mà. Rồi cái này nha mọi người. Cái cổ lọ này rất là đẹp nè, rất là dễ thương. Mẫu này nha. Có trắng không chị? Có luôn nha Lê Ngọc ơi, có trắng luôn nha bạn ơi. Gì cũng có. Rồi mẫu đang mặc nha mọi người. Mẫu đang mặc 60kg rồi lại mặc vừa nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 16 cho mình nha. Mẫu này là số 16 kèm theo số điện thoại địa chỉ. Em sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ trước nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 nha mọi người ơi. Chốt 16 kèm theo số điện thoại địa chỉ. 69k cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi. Một cái cổ lọ len này rất là đẹp, rất là thích hợp cho mùa mưa. Rồi chốt 16 cho Lê Hoa nha, dồn đơn. Lý do. Ưu tiên cho những bạn có số điện thoại nha. Những bạn có số điện thoại thì có trước thì mình cũng không chốt đâu. Nhưng mà ví dụ ai bông hàng thì nhìn cái này đó, không dám. Rồi em chốt số 16 cho chị Lê Hoa rồi nha mọi người. Số 16 hết rồi nha. Rồi 16 hết rồi nha mọi người ơi. Trời ơi còn rất nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Rồi số 16 em hết rồi nha mọi người ơi. 16 em hết rồi nha. Mấy chị ơi chia sẻ bài giùm em. Giao Gia Phạm thấy bạn nha bạn ơi. Thấy em nha. Hả? Biết rồi, thấy rồi. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Hôm nay lên về cực kỳ đẹp. Gà con ơi cứ chào hoài. Có Lê Hoa mà, có đơn rồi. Cái gì? Cái giỡn nó sao đâu trời. Rồi cái cổ lọ này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 25 giùm mình nha mọi người. Gà con ơi, hồi nãy giờ nhiều mẫu đẹp lắm. Rồi mẫu gà con quên gà. À gà ơi em quên đồ ở trên đây nè nha. Mai ghé shop lấy nha gà. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này là số 25 nha. 60kg rồi lại mặc vừa cái cổ lọ này nha. Rồi chốt cho Lê Hoa nha. Dồn đơn luôn nha. Không thấy nút chia sẻ. Mọi người ơi, mọi người có thấy có chia sẻ bài của mình được không mọi người? Rồi mình chốt 25 rồi nha mọi người ơi. Thường không nhấn vào like mới chia sẻ được, còn khi mở trên cái chỗ mà story là không. Mọi người ơi. Mọi người chia sẻ trên trang cá nhân giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ trên trang cá nhân nè. Giờ Ngọc khuôn mọi người ơi, mọi người muốn chia sẻ được thì mọi người vô tường của trang Linh Nguyễn bắt đầu like và kết bạn thì bắt đầu mọi người mới chia sẻ được nha mọi người ơi. Ngọc khuôn chốt rồi chứ. Cô Ngọc ơi, còn nhiều lắm chị. Cô chọn sau nha cô. Khôi Nguyên
thấy em nha, chị thấy em nha em ơi. Rồi cái màu xanh này rất là đẹp nha mọi người. 55kg lại mặc vừa cái này nha. Chị nào, chị nào lấy mẫu này thì chốt số 35 giùm em nha mọi người. Mẫu này là 35 nha. Mẫu đang mặc là 35, kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. 55kg lại mặc vừa, mẫu này 69k thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm em. Tối nay rồi chốt 35 cho Diệu Hiền Nguyễn dồn đơn. Tối nay file bị lỗi đó mọi người, sẽ chia sẻ nhóm không được. Nên là Miu sẽ vào trang cá nhân để kiểm tra. Nếu như mà ai chia sẻ đúng 3 lần thì sẽ hợp lệ mua được với giá 69k. Còn nếu như mà ai không chia sẻ 3 lần thì Miu sẽ tính giá 159 nha. Của Diệu Hiền Nguyễn có đơn rồi chị. Đó bạn. Rồi ok chị ơi. Chị xịt lại mem á, cắm pin cho hết pin. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Rồi mẫu đang mặc là số 45 nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa nha. Rồi giao cho bạn thấy bạn nha. Rồi bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 45 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc số 45 chỉ có giá 69k thôi. 55kg lại mặc vừa nha mọi người. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha. Rồi chốt số 45 cho Liên Liên nha. Bạn Liên Liên ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Đúng rồi Hồng Vân, đồ shop bao đẹp luôn. Rồi chốt 45 cho Liên Liên rồi nha. Chị Liên Liên ơi cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Mọi người ơi còn rất là nhiều mẫu len đẹp cho mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Mọi người ơi, nếu mà có đơn ở đây á, thì ngày mai 10 giờ hãy tới lấy nha. Tại vì từ 7 giờ tới 10 giờ thì Miu có mất bận nên là không giao hàng được nha mọi người. Rồi một cái cổ lọ này cũng rất là đẹp nha. Rồi một cái cổ lọ này nha mọi người lạnh ơi. Lạnh luôn á. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 55 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là 60kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 55 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người. 60kg rồi lại mặc vừa cái mẫu này nha, chịu giá 69k thôi. Áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài của em nha mọi người ơi. Chỉ cần chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần thôi là sẽ mua được giá 69k nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 55 nha. Rồi chốt số 55 cho Hồ Thị Thu Thủy nha. Chị mèo xa Hanty ơi. Sĩ thì inbox nha chị ơi. Bạn nào lấy sĩ thì inbox cho mình nha, inbox cho mình nha. Rồi Hồ Thị Thu Thủy ơi cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Hồ Thị Thu Thủy. Rồi một cái màu này cũng rất là đẹp nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha. Thu Thủy ơi cho mình địa chỉ nha bạn ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 65 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là 65. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người. Rồi Như Ý Phan ơi thấy mình nha bạn ơi. Hồ Thị Thu Thủy ơi, bạn ơi còn đó không cho. Giờ em chọn mai. Rồi ok Thu Thủy nha. Cho số điện thoại chị. Số 65 nó nhiều người chốt lắm. Từ từ để chị coi. Cái đó đó. Mặc rồi. Mẹ em tự bị trắng. Rồi chốt số. Thôi. Đúng rồi, cần gì mà lộn xộn đâu.
rồi chốt số 65 cho Trương Kiều Trinh nha. Trương Kiều Trinh ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bạn Trương Kiều Trinh ơi. Trương Kiều Trinh có số điện thoại rồi, cho mình địa chỉ nha bạn Trương Kiều Trinh ơi. Mọi người chị... Ai vậy? Chị Linh không có ở đây nha. Rồi một cái siêu phẩm rất là đẹp. Chị gì đâu, Trương Kiều Linh ơi. Rồi 347 Nguyễn Viết Xuân nè. Rồi ok Trương Kiều Trinh nha. Rồi cái mẫu này rất là đẹp nha mọi người ơi. Màu này cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt 75 giùm mình nha. 55 cứ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Số này là 75 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 75 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. Chị Dâu Phạm ơi, chân váy shop có bán nha chị ơi, nhưng mà kiểu khác nha, chị ghé shop coi giùm em nha. Rồi mẫu này là số 75 nha mọi người ơi. Rồi chốt 75 cho Uyên Hồng nha. Chốt 75 cho Uyên Hồng rồi nha. Uyên Hồng ơi, cho xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bạn nào có đơn hàng với mình cho mình xin địa chỉ luôn nha. Sĩ, mọi người muốn lấy sĩ có thể inbox cho mình hoặc có thể gọi theo số điện thoại 0986879879 nha mọi người ơi. Đúng rồi mèo xa hình ti ra. Uyên Hồng có địa chỉ rồi. Có điện thoại rồi. Uyên Hồng ơi còn đó. Rồi ok Uyên Hồng nha. Mọi người ơi, chị nào đặt hàng thì ngày mai em gọi mấy chị nhớ nghe điện thoại giùm em nha. Mấy chị đừng bao màng tội em lắm nha mấy chị ơi. Rồi một cái này nha, cái này cực kỳ đẹp nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 85 nha. Đúng mà. Chốt 75 đi mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 85 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Rồi ok chị. Rồi ok chị Mèo Sa. Rồi chốt số 85 cho Lê Ngọc nha. Ơi, Lê Ngọc có đơn rồi. Rồi chốt số 85 cho Lê Ngọc rồi nha. Dồn đơn bạn nào. Thu Sương ơi, tất cả là 69k nha bạn ơi. 69k với điều kiện bạn phải chia sẻ livestream của mình nha. Còn mua ở tới shop là không có giá 69k đâu nha mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Mọi người đi đâu hết rồi? Len hôm nay về rất là đẹp nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Mấy chị đang ở đâu rồi? Rồi cái này nha, cái này mọi người có thể mặc váy thành váy luôn nha mọi người. Mẫu này là 55kg lại mực vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 95 giùm mình nha. 95 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này là 95 nha. Mọi người thêm mặc thành váy nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 95 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người. Mẫu này 60kg đổi lại của mặt cũng vừa nha mọi người ơi. 60kg đổi lại mặt vừa nha. Ánh Dương thấy em luôn nha. Mạng chậm á. Chị Dương Liên ơi, mẹ chị chậm rồi. Chị phát ra chị vô lại đi chị ơi. Rồi chốt mẫu này là số 95 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 95 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này là 95 nha. 95 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Rồi chốt số 95 cho Nguyễn Yến nha. Nguyễn Yến nha. Nguyễn Yến có điện thoại rồi. Chị Nguyễn Yến ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Bạn nào có đơn hàng với mình cho mình xin địa chỉ luôn nha. Còn rất là nhiều len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị. Chia sẻ này có tương tác. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Mọi người ơi, mọi người. Thường thường á, mọi người phải chia sẻ thì mới có tương tác thì mới lên nhanh được số để chốt hàng được nha mọi người ơi. Nên mọi người chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mấy chị ơi. Chị Nguyễn Yến ơi, chị còn đó không, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi cái này rất là dễ thương.
Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số, chốt số 15 nha. Mẫu này là 15 nha, 40-45 cái loại mặt vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha. Mẫu này 45 cái loại mặt vừa nha mấy chị ơi. Ly Phan thấy nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. 45kg đổ lại mặt vừa mẫu này nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. 69k mẫu đang mặc nha. Rồi chốt 15 cho Ánh Dương nha. Gì? Hả? 15. Rồi chốt số 15 cho Ánh Dương rồi nha. 15 mình hết rồi nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha. Xin chào chị Lê Linh Chi nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 26 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 26 cho mình nha. Mẫu này 60kg lại mặc vừa nha mọi người ơi. 60kg lại mặc vừa mẫu đang mặc nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha mọi người ơi. 69k thôi nha. Mẫu này 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 giùm em nha mọi người ơi. 26 nha. Chị có giá 69k áp dụng cho chị Đào Lai và chia sẻ bài nha. Rồi chốt số ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. Rồi chốt cho Nam Khang nha. Chốt 26 cho Nam Khang nha mọi người ơi. Con bé Ấn Dương là con bé ở trong mày của Nhân Thắng rồi, đang ở chỗ Hà Lân đó rồi. Chị Ánh Dương ơi, cho địa chỉ vậy không biết ship như thế nào đâu chị ơi. Chị cho em địa chỉ. Ánh Dương ơi, em còn đó không, cho chị lại địa chỉ nha em ơi. Ánh Dương ơi. Cảm ơn chị Nam Khang nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị còn đó thì cho mình xin một chấm luôn nha. Mọi người ơi, mọi người tương tác để mình thấy nhau nha mọi người ơi. Trang Phạm ơi, thấy em luôn nha. Mọi người chia sẻ bài cho mình nha mọi người. Mũ có bán luôn nha bạn ơi. 98k một mũ nha. Bốn màu nha, trắng, kem, đỏ và đen nha. Đây nha mấy chị ơi. Rồi một cái cổ lọ màu này rất là đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này từ 55 cứ lại mặt vừa nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 44 giùm em nha. Mẫu này là số 44 nha. Mẫu đang mặc là 44 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 44 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Chỉ có giá 69k một áo thôi nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần like và chia sẻ trên trang cá nhân của mình 3 lần thôi là sẽ mua được với giá 69k nha. Mẫu này là 44 nha mọi người. Rồi chốt số 44 cho. Rồi ok Ánh Dương nha, mai lấy giùm chị nha. Rồi chốt 44 cho bạn NK Phan nha. Bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bạn NK Phan ơi, cho mình xin địa chỉ bạn ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Len hôm nay về cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị ơi. Mấy chị chỉ cần chia sẻ bài là sẽ mua với giá 69k nha. Rồi ok em nha, mai ghé lấy giùm em nha. Bạn nào có đơn hàng mai ghé lấy thì ghé lấy giùm mình nha mọi người ơi. Rồi một cái màu đỏ cũng rất là đẹp nha. Ngọt lép ơi, em lựa shop là không có giá 69k thôi nha em ơi. Lên shop lựa là sẽ có giá 159k nha em ơi. Mọi người ơi, mình chỉ... Rồi mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 47 nha mọi người. Mẫu này 60kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 47 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha mọi người ơi. 47 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mấy chị ơi. Lên lên chi ơi, hồi chiều sức chị có chuyện nó đóng cửa nha.
Bạn nào lấy mẫu này, rồi chốt 47 cho Mai Lan Nguyễn nha. Rồi 47 em hết rồi nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp. Uống nãy giờ rồi Thảo ơi. Mấy lon rồi? Mai Lan Nguyễn ở huyện em á. Rồi 47 mình hết rồi nha mọi người ơi. 47 hết rồi nha. Đây một tới tiếp tới một cái cổ lọ cũng rất là đẹp nha mọi người. Cái này là đầm nhưng mà em vẫn bán với giá 69k nên là chị nào chốt được thì rất là ok đó. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình thay đồ mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Mọi người ơi, mình tương tác để mình thấy nhau đi mọi người ơi. Có màu xanh lá cây luôn nha em ơi, chị lên từ từ nha. Rồi một cái cổ lọ này nha. Áo này nha mọi người ơi. Bạn cái này có thể mặc thành váy nha. Như em chỉ bán có giá 69k thôi. Chị nào chốt được cái này rất là đẹp nha. Bạn nào chốt mẫu này thì chốt số 100 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 100 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha mọi người ơi. Rất là phong cách, rất là đẹp, dễ thương lắm. Mẫu này 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 100 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha mấy chị ơi. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Bạn nào lấy mẫu này rồi chốt số 100 cho Nam Khang nha. Rồi số 100 mình hết rồi nha mọi người ơi. Số 100 mình hết rồi nha. Chị có giá 69k, rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp. Mọi người ơi, mọi người cứ yên tâm ở lại xem live đi ạ. À. Còn rất nhiều siêu phẩm ở phía sau nha mọi người. Chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Cảm ơn Minh Thảo nha. Di Dung ơi, mình thấy bạn nha bạn ơi. Mẫu này nha mọi người ơi, một cái màu đỏ này rất là đẹp nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 17 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 17, chỉ có giá 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 17 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này là số 17 nha mấy chị ơi. Rồi chốt số 17 cho Lê Linh Chi nha. Chốt 17 cho Lê Linh Chi rồi nha mọi người ơi. Số 17 em hết rồi nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi live stream cho em xin một chấm nha. Rồi số 17 em hết rồi nha mọi người ơi. Hết rồi, hết 17 rồi. Còn nhiều mẫu len đẹp lắm nha mọi người. Gà ơi, ngày mai ghé sóc lấy áo đây nha. Hồi chiều em quên đồ ở đây á nha. Ừ, sao thấy. Rồi một cái áo khác này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 22 giùm mình nha mọi người. Mẫu đang mặc là 22, 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là 55kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 22 giùm mình nha. Áo len em mua. Rồi chốt 22 cho Ánh Dương nha. Dồn đơn luôn. Rồi chốt 22 cho Ánh Dương rồi nha. 22 hết rồi nha mấy chị ơi. Mọi người chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Còn rất là nhiều kiểu len đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là số 32 nha mọi người ơi. 60kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 32 giùm mình, giảm giá 69k thôi nha. Mẫu này là 32 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt 32 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Màu này là màu xanh nha. Em sẽ ưu tiên cho chị nào có số điện thoại địa chỉ nha. Rồi chốt số 32 cho Phan Hoàng Anh nha.
Phan Hoàng Anh có địa chỉ không nhỉ? Cụ chỉ Lan là ờ. Chị nào có á Phan Hoàng Anh giống như là hồi sao ở đây nào kệ chị Phan Hoàng Anh ơi chị có mà gửi bưu điện chị Phan Hoàng Anh ơi chị ở Cù Chiến Lan mà ở đâu vậy chị? Bé Linh đến đảo. Bé Linh mập á. Bé Linh eo. Mọi người ơi chia sẻ ba giùm em mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn mọi người ơi. Mọi người đi đâu hết rồi? Rồi ok chị Phan Hoàng Anh nha. Rồi một cái cổ lọ đang mặc rất là đẹp luôn. Bạn nào comment nhanh nhất là sẽ được cái áo này. Bạn nào comment số 57 kèm theo số điện thoại địa chỉ mình sẽ để cái áo này cho bạn đó. 57 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mọi người ơi, chỉ có giá 69k thôi nha. Áp dụng cho chị nào like mà chia sẻ bài nha. 57 nha mọi người. 57 kèm theo. Rồi chốt 57 cho Lê Linh Chi dùng đơn. Rồi 57 hết rồi nha mọi người ơi. Chị mẫu cao 1m6 nha em ơi. Nặng bao nhiêu bạn? 45. Nặng 45kg nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. 55kg con người là gọn nhất thế giới. Em phải thua chị, em phải 8kg luôn đó. 9kg luôn đó. À, 8kg. Hồ Thị Thu Thủy ơi, em có chốt được một cái rồi mà em ơi. Hồ Thị Thu Thủy em có chốt được mà. Rồi, mẫu đang mặc mọi người ơi, mẫu đang mặc là số 88 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 88 kèm theo số này địa chỉ cho mình nha mọi người ơi. Cái này là cổ lọ nha, 55kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 88 nha. Rồi, chốt 88 cho Ánh Dương nha, dồn đơn. Rồi số 88 hết rồi nha mấy chị ơi. Rồi thấy Mai Thị Thu Phương luôn nha. Mai Thu Phương. À không phải. Chốt 88 cho Ánh Dương dùng đơn điệp. Mọi người ơi, mọi người còn đó không? Bạn nào còn đó cho mình xin một chấm mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Hồ Thu Thủy ơi, em chưa có địa chỉ hay sao á? Nhưng mà hình như chưa có địa chỉ sao á. Thu Sương ơi, thấy bạn nha bạn ơi. Rồi thấy bạn, thấy mọi người luôn nha. Mình sẽ theo mấy chủ nha mấy chị ơi. Rồi một cái màu này cũng rất là đẹp nha mấy chị. Mẫu này 50kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu đang mặc thì chốt số 60 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là 60 nha. Chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu đang mặc là số 60. Rồi chốt 60 cho gà con nha. Gà ơi, rất là đẹp luôn á gà. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm em mọi người ơi. Ở đường chợ. Mọi người ơi, mọi người tương tác với nhau đi mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 70 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này 60kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 60kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 70 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này là 70, chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu này là 70 nha mọi người ơi. Rồi chốt 70 cho Dĩnh Vi nha. Chị Dĩnh Vi ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Rất là đẹp.
quen miệng rồi. Chị đẹp thích gọi mọi người ơi. Mấy chị ơi. Mấy tình yêu ơi. Tôi... mọi người không thích trời chùm đâu mọi người đâu. Mấy chị ơi, tình yêu của em ơi. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Rồi mẫu đăng mặt là số 88 nha mọi người ơi. Mẫu bạn nào lấy mẫu này chốt số 88 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này 55kg loại mặt vừa nha mấy chị ơi. Mẫu này là 55kg rồi lại chốt. Rồi chốt số 88 cho Lê Linh Chi nha. Rồi 88 hết rồi nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu lên đẹp nha mấy chị ơi. Mấy tình yêu của em ơi. Không tập được. Mình là không kiểu thuộc kiểu người. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Trời ơi một áo này cũng rất là đẹp nha mấy chị ơi. Trời ơi đẹp lắm luôn á. Rồi Linh nói chuyện với Linh Chi đây kìa. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 90 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 90 giùm em. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Áo lông này cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 90 ạ. Rồi chốt 90 cho Nhi Ben nha. Hồng Vân Lê ơi, có xếp tỉnh luôn nha chị ơi. Chị Nhi Ben ơi, chị cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. Mọi người ơi, có xếp cốt toàn quốc nha, mọi người cứ chọn đi ạ. Rồi 90 hết rồi nha mấy chị ơi. Trời ơi, Lê hôm nay đẹp ghê luôn á. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 11 giùm mình nha mọi người. Ok chị Nhi Ben nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em nha mọi người. Mẫu này là màu đỏ nha. Mẫu này là 55kg lại mặt vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số số 11 rồi chốt 11 cho Nhi Ben luôn nha. Rồi 11 em hết rồi nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều cái đẹp nha mấy chị. Mấy chị chị có bấm đâu. Chị mới bấm. Rồi một cái màu tím này. Cái này đang mặc rất là đẹp nha mấy chị ơi. Trời ơi dễ thương quá à. Kiểu lắm vậy mà. Rồi đang lại các bạn. Dễ thương. Ta đây. Ủa. Đúng rồi. Cổ lọ mà. Cái nào cũng vậy hết. Rồi đẹp quá luôn. Một cái siêu phẩm. Ôi cái này em đọc mã chứ. Chị ơi đồng chị ơi 69k nha chị Hồng Vân Lê ơi. Chị chia sẻ mới có giá 69k nha chị. Rồi ai lấy áo này comment cho em mã 1235 nha. 1235 nha mọi người ơi. Áo này cực kỳ đẹp luôn á. Một hai ba năm nha. Ai comment đúng mã em mới chốt nha. Rồi Phan Hoàng Anh ơi, nếu chị không thích thì chị có thể xả trên line hộ em nha chị Phan Hoàng Anh ơi. Rồi 123 em chốt cho chị Suka nha. Em sẽ ưu tiên chốt cho những ai có số điện thoại nha mọi người ơi. Rồi chị Suka lên giùm em địa chỉ luôn nha. Được.
Mấy chị ơi chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Rồi ok chị Suka nha. Mai ghé lấy. Chị Hồng Văn Lê ơi, tùy nha chị ơi. Tùy nha, bưu điện lấy cho em không biết nha chị ơi. Bưu điện thu nha. Rồi đó nha mấy. Rồi một cái này cũng rất là đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 18 nha mấy chị ơi. Mẫu này là 18-55. 55 cái loại mặt vừa mẫu này. Mẫu này là số 18 nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Mẫu này là số 18. Áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Rồi. Rồi chốt 18 cho Ánh Dương dùng đơn. Chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài, mọi người cho em xin một chấm, mọi người tương tác để mình nhìn thấy nhau đi mọi người ơi. Hôm nay nhiều, rất là nhiều lên đẹp và hứa hẹn với mọi người là còn rất rất là nhiều lên đẹp luôn nha. Ánh Dương xã kìa. Áo khoác màu xám. Mọi người ơi, mọi người có thể chắc chắn là xả nha. Cứ xả nhưng mà rất là lộn xộn đó. Bạn nào chắc chắn thì chốt hàng giùm mình nha mấy bạn ơi. Mấy bạn chốt rồi mấy bạn xả ra rất là lộn xộn nha mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi chia sẻ bài giùm mình nha mấy bạn ơi. Bạn nào đang coi lên chia sẻ một chút. Mấy bạn rồi hả? Mọi người là mấy bạn. Chị á, em theo chị á. Rồi một cái cổ lọ màu này cũng rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt. Ai? Xả nữa hả? Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 19 cho mình nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 19 nha. Rồi thấy bạn Diệu Hoa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này là 55 cái loại mặt vừa. Giữ giá 69k thôi nha. Mẫu này là số 19 nha mấy chị ơi. Cổ lọ 19 này cực kỳ đẹp. Đây không thấy. Rồi Lê Vy ơi, mình thấy bạn nha. Rồi chốt 19 nha, Duyên Duyên nha. Duyên Duyên ơi, cho chị xin số điện thoại địa chỉ lại nha em ơi. Cái gì mai chị ship hàng cho nha. Bạn nào chắc chắn thì Diệu Huy Nguyễn có thấy bạn nha bạn ơi. Đúng rồi, Thiên Phu Đăng ơi. Tất cả là 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Thấy bạn nha bạn Lê Vy ơi. Có luôn nha Trương Thị Hồng Thúy ơi. Bạn nào muốn lấy sỉ thì em bút cho mình nha. Trong thời gian rồi ok Duyên Duyên nha. Em ơi ngày mai 10 giờ ghé lấy giùm chị nha em ơi. Rồi mẫu đang mặc là số 1 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này chỉ có giá 69k thôi nha. Mình ở 86 Cù Chiến Lan nha mọi người ơi. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1, 55-60kg loại mặt vừa nha. Mẫu số 1 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị. Mẫu này là số 1. Rồi chốt số 1 cho Nhi Ben nha. Dồn đơn. Rồi số 1 hết rồi nha mấy chị ơi. Lại đi. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình thay đồ, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Rồi áo khoác này nha mọi người ơi. Áo khoác xám này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mẫu số 5 này chỉ có giá 69k một áo khoác này thôi nha mọi người. Là áo khoác lên thần nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 5 nha. Mẫu đang mặc số 5. Số 1 chốt cho Di Ben lúc nãy rồi nha Di Ben ơi.
Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 5 nha. Mẫu áo khoác chỉ có giá 69k thôi nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình. Linh Linh lùng ơi, thấy em luôn. Ngô Thanh Trúc. Mấy cái cũng chốt luôn nha. Bạn nào lấy sỉ thì inbox cho mình nha. Rồi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Mẫu số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Rồi. Chốt số 5 cho Hồ Thị Thu Thủy dùng đơn. Chốt số 5 cho Hồ Thị Thu Thủy rồi nha mọi người ơi. Này đẹp nè. Lựa lại chứ sao. Rồi chị chốt cho Hồ Thị Thu Thủy rồi nha. Rồi một cái màu xám len thần này rất là đẹp cho mọi người ơi. Đây nè, cái này rất là dễ thương. Cái này mẫu này, mẫu này 45k lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 10 cho mình nha. Cái màu xám này 45k lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 10 nha. Số 10 nha mọi người ơi. 45k lại mặc vừa nha. Ngọc Hà thấy bạn nha bạn ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Chỉ có giá 69k nha mọi người ơi. Chốt số 10 cho Diệu Hiền Nguyễn nha. Dồn đơn nha. Mọi người ơi, em chốt thêm mấy chủ nha mọi người. Mọi người không cảm chọn những cái sau nha. Còn nhiều đẹp, cái đẹp đó mà. Mọi người ơi, mình thêm mấy chủ nha mọi người ơi. Do mạng á nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Mấy chị ơi, chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Rồi số 10 cho Diệu Hiền Nguyễn. Diệu Hiền Nguyễn có đơn rồi nha. Hồng Vân Lê người mẫu 45kg nha chị ơi. Mẫu 45kg. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này 50kg lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu áo khoác này thì chốt số 11 giùm mình nha. Mấy chị ơi, chốt số 11 giùm em nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 55kg chỉ có giá 69k một áo khoác này thôi nha. Ngọc Hà thấy bạn nha. Bạn nào cái này là khoác có dây kéo nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này Lê Ngọc rồi, chốt 11 cho Lê Ngọc dùng đơn. Lê Ngọc có đơn rồi. Ê chị đừng có mở nhạc đó lời. Sao mà khóa không cho like á. Đi ngọt bản quyền á. Thế nhỉ. Lê Ngọc có. Mọi người ơi chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Có đơn mà. Rồi cái màu xám này cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt xuống 27 giùm em nha. Mẫu đang mặc là 27 nha. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa. Mẫu này số 27. Chỉ giá 69k thôi nha. Mẫu này là 27 nha mấy chị ơi. 27. Rồi chốt 27 trên Lay Fan nha. Rồi chốt 27 cho Ly Phan nha. Mọi người ơi còn rất là nhiều len đẹp nha mọi người ơi. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình. Thôi đừng. Chị không thích đâu. Sao? Trời ơi. Chị không thích. Tại sao lại không thích đây? Làm việc quen rồi. Ở số không có đâu nha bạn ơi. Bây giờ là tạm thời là ở kho. Nhưng mà ai lấy sỉ 100 cái thì sỉ dắt vào kho lựa nha. Lên nói vậy không ai nghe đâu. Rồi cái này nha mọi người. Cái này màu đỏ này Ánh Dương ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 77 cho mình nha mọi người. Mẫu này 77 nha. Mẫu này 77 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 77 nha. Bạn nào lấy mẫu này bạn nào lấy mẫu này chốt 77 cho mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 77 cho em nha. Rồi chốt 77 cho Nhi Ben nha.
Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Cái này của ai vậy? Nhi Ben. Mọi người chia sẻ đi trên 200 lượt xem là 59 k. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 30 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 30, mẫu này mẫu này là 60kg rồi, là mặt vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số bao nhiêu? 30 nha. Mẫu này là 30 nha mọi người ơi. Gà ơi, hồi nãy có 27 có người chốt rồi em. Mẫu này là số 30 nha mọi người. Mà cái này là váy nha. Cái này là 6. Rồi chốt 30 cho Nguyễn Bích Quyên nha. Chị Bích Quyên ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Bích Quyên là bà Bị Linh. Đúng rồi. Mọi người ơi, chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Dài quá. Còn thử đi. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Dạ rồi, ok chị Nguyễn Bích Quyên nha. Có gì mai em ship hàng cho chị nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Chỉ có giá 69k thôi nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm em nha. Rồi, bây giờ mình sẽ like lên mỏng nha mọi người ơi. Bao nhiêu? Rồi ghim lại bài giùm em ơi. Áo len mỏng chỉ có giá 59k thôi nha mọi người ơi. 59k mẫu len mỏng này nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg lại mặc vừa chỉ có giá 59k thôi nha. 59k mẫu này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu len mỏng này nha, chỉ có giá 59k thôi nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này là len mỏng. Đi đặng thấy bạn nha bạn ơi. Rồi chốt gì? Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại địa chỉ nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 1 chỉ có giá 59k thôi nha. 59k một cái thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này số 1 nha mọi người ơi. Rồi chốt số 1 cho Liên Liên nha. Liên Liên ơi, có bạn có đơn cho bạn ơi. Có rồi sao hả? Rồi em chốt số 1 cho Liên Liên rồi nha. Liên Liên ơi, bạn có đơn cho bạn ơi. Bạn có đơn thì bạn ok lại giùm mình với nha bạn ơi. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu đang mặc chốt số 2 giùm mình nha. Là lên mẫu chịu giá gì? Lên mới 69k nữa hả Linh? Mẫu này chỉ có giá 59k thôi nha mọi người ơi. Mẫu len mỏng này 59k nha. Là hàng len Bulgari nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài giùm em thôi. Chia sẻ livestream là sẽ mua được với giá rất là rẻ nha. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em. Rồi dồn số, chốt số 2 cho Ánh Dương nha. Đâu? Không có đâu. Bên đây không có. Không, cái này không có mà thiệt luôn á. Ly Phan. Ly Phan sau rồi. Trời ơi, Ánh Dương tích click trên đây này, Ly Phan mới tích click ở dưới. Em chốt theo mấy chủ nha mấy chị ơi. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 3 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Mẫu này chỉ có giá 59k, 55 cứ lại mặc vừa nha mấy chị ơi.
55 cái loại mặt vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này chỉ có giá 59k thôi nha mấy chị ơi. 59k một áo rất là rẻ nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha mọi người. Rồi chốt số 3 cho Bùi Tiến Đạt nha. Rồi Bùi Tiến Đạt ơi, bạn ơi cho mình địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi em chốt số 3 cho Bùi Tiến Đạt rồi nha. Bùi Tiến Đạt ơi cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Mọi người ơi chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Có mình đọc cho 01263 553304. Rồi cái này nha bạn, cái này nha mấy chị ơi, 61 phường. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 3, số 5 giùm mình nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 5 nha. 55 cái loại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi, chỉ có giá 59k thôi. Chia sẻ bài nha, chia sẻ bài để mua giá 59k nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người ơi. Số 5 mẫu này nha. Rồi chốt số 5 cho Lê Linh Chi nha. Mọi người ơi chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm mình để mua với giá 59k nha. Còn áo liên dài nha bạn Ngọc Lép ơi. Còn áo lên giày nha, mình like xong đóng lên này mình sẽ tiếp tục qua lên giày nha mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 10 nha. Mẫu này 55 cái loại mặc vừa chủ giá 59k thôi nha mấy chị ơi. 59k một áo này rất là rẻ nha mấy chị ơi. 55 cái loại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 10 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 10 nha. Rồi chốt số 10 cho Bùi Tiến Đạt nha. Số 10 vẫn còn nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha. Số 10 em vẫn còn nha. Rồi chốt số 10 cho. Số 10 vẫn còn nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha. Chị có giá 59k thôi nha mấy chị ơi. Rồi chốt số 10 cho Nguyễn Yến nữa nha. Nguyễn Yến dồn đơn nha. Số 10 vẫn còn nha mấy chị ơi. Rồi chốt số 10 cho Lê Linh Chi luôn nha. Rồi, rồi hết rồi. Rồi số 10 còn không? Nguyễn Yến dồn đơn, Lê Linh Chi dồn đơn. Có đơn rồi. Rồi áo này nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 15 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt 15 giùm em nha. Chị có giá 59k thôi nha mấy chị ơi. Cái này là len nhũ nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 10 15 nha. Chị Suka ơi, tụi em like xong. Mười mấy cái len này xong tụi em sẽ tới lên giày nha. Rồi dồn đơn. Rồi chốt 15 cho Lê Linh Chi luôn nha. 15 còn không chị? Em mặc đều có. Rồi 15 hết rồi nha mấy chị ơi. Chị Kiều Miên ơi có nha chị ơi, còn nhiều lắm chị ơi. Em ơi, chốt cho em.
Lê Linh Chi. Ờ à, đúng rồi, Lê Linh Chi, Nguyễn Yến. Nguyễn Yến. Là số bao nhiêu vậy cũng chẳng nhớ nữa. À Ni Đặng. Ni Đặng số 10. 0905 890 0905 Ni Đặng. Ni Đặng 890-799 799 799 rồi, hết rồi chị ơi. Hết rồi chị. Đại su kê ơi, mình like xong đêm này rồi. Chị like tiếp lên giày nha bạn. Lê chị Lê 5 lần rồi. Lê Chi Anh. Lê Anh Chi. Chưa có luôn chị. Chưa có, inbox sau đi. Chị cái gì? Mã chưa? Chưa. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này là số 20 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 20 giùm mình nha mọi người ơi. Chị gì anh Lê vậy đó. Nhưng mà chưa, không có số điện thoại. Mẫu này là số 20 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20. 55 cái loại mặt vừa cái này nha mấy chị ơi. Chỉ có giá 59k thôi nha. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chị Chi, anh Lê. Nhưng mà chưa có số điện thoại. Kêu hỏi số điện thoại. Chị có hỏi. Chị Chi, anh Lê ơi, chị còn đó không cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 20 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 20, 55 cái loại mặt vừa nha. Rồi chốt 20 cho Bùi Tiến Đạt nha. Chị Lê Anh Chi ơi, chị còn đó không cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi chốt 20 cho Bùi Tiến Đạt rồi nha. Trong thời gian chờ đợi mẫu mình mặc đồ, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Thay áo mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Chị Chi Anh Lê ơi, chị còn đó không cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn chị ơi. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 30 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 30 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mấy chị ơi. Mẫu này 55 cứ lại mặt vừa. Mẫu này chỉ có giá 59k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu này là số Mẫu này là số 20 nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt 20. Rồi chốt 30 cho Ly Phan nha. Mọi người ơi, chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Rồi, mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này là số 35 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt 35 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Mẫu này chỉ có giá 59k nha mấy chị ơi. 55 cứ lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 35 giùm em nha. 35 nha mấy chị ơi, chỉ có giá 59k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm mình. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chốt 35 cho chị Thảo Nguyên nha. Chị Thảo Nguyên ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị Thảo Nguyên ơi. Chị Thảo Nguyên cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Còn chị không có thì em sẽ để cho chị Kiều Miên nha. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này là số 40 nha.
Chị nào lấy mẫu này chốt số 40 giùm em nha mấy chị ơi, giữ giá 59k thôi nha. Mẫu này là số 40 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm em nha. Mẫu này chỉ có giá 59k nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 40. Bạn nào lấy mẫu này chốt rồi chốt 40 cho Bùi Tiến Đạt nha. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ live tới này, tới hôm tới bây giờ nha. Hẹn hả? Hẹn mọi người tối ngày mai. Ê chị. Có không? Hẹn mọi người 7 giờ ngày mai em sẽ live lên giày tiếp theo tiếp nha. Lên giày ngày mai hứa hẹn với mọi người là có rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người tối ngày mai nha.